cua này nó ăn màu trụng của em hay gì đâu nè. Nó đeo vô dính đây nè cả nhà. Trời ơi, tụi nghĩ không nè. Ui, cua. Trời ơi, nó mặc vô cái lưỡi câu. Nó kẹp vô cái nhà, nó kẹp vô cái lưỡi câu dính cứ ngắt luôn đi nè.
ở bên cái đường kinh bên đó người ta đặt vớn nhiều hơn bên đây, cả nhà bên đây kiểu như là nó sâu, nó cạn hơn bên đó, cái lung lung có nghĩa không biết có cá nhiều không, chưa có đi qua bên đó cắm lên không cạnh nữa. Tại chỗ kém xuống qua cái đê này cũng hơi bị khó nè, cái này nó hơi cao á. Cái bờ này cũng cao quá luôn nè, cái bờ này người ta làm gì đặng bờ bao lúa nè cả nhà, đặng người ta đặt mấy mấy kinh này, đặng người ta làm bự gì cơ, đặng xài vô ba đồ cho nó dễ, không có chèn nước vô ruộng. Dạ đây đằng kia em thăm mấy chuyện đằng kia, bữa nào em đi thăm Thank you.
giờ không có dính gì không luôn, cái nhà mới có dính được con cá chơi dính con. Trời ơi, coi nè. Cũng bự quá luôn á nè. Cái chị trắng. Bữa nay chị chín cái chị trắng còn không cái chay mà phi. Coi nè. Ôi. Con này đang xì bự chà bá luôn á. Nãy giờ dính được hai con, hai ba con chứ nãy thả hết con này. Con nãy nó hơi nhỏ á. Con này bự nè, con này nó nhỏ. Nó ốm. Chút một cái là cứ gỗ. Nó dính ba cái gác vô quá luôn. Nãy giờ mới có được hai con. Bữa nay mới đủ bữa ăn buổi sáng không? Là em không thấy có ốc, đem lên trên mí gơm luôn á, không thấy ốc con vàng luôn. Mấy năm trước em có nuôi lươn lươn á, là bắt là ốc là nhóc chứ. Tới cần này không biết có dính không nữa. Ủa sao con nó chúi xuống luôn kìa. Dạ đây không cần đây nó hơi cái gì. Ờ cái chai đứt sâu.
chấm tút mỹ tút đằng kia mà còn dính cá bưởi. Nay lựa cái bờ ngon ngon im mà cá thì không dính nhiều. Đấy này nào không dính không nữa. Y cần này có dính không à? Xem Google người ta. Ý có nè. Ôi kìa. Nè. Thấy lú cái đầu lên luôn á. Y nè, một con cá chê luôn. Y con này cũng nhỏ cả nhà. Nó ốm giống con nãy quá cả nhà ơi. Xem nè. Này con này nó ốm hơn con hồi nãy nữa. Y con này cũng nhỏ xíu mà. Thôi em thả con này đi luôn đi. Con mà cá em cắm mà dính là phải con cá mập ở cái nhà em mới bắt cá ốm quá em bắt. Mình thả nó đi luôn đi. Ớ mà tạm biệt nha. Ôi, ta biến lại cái đủ chưa? Đi đủ rồi. Bữa nay sao mà thắt khu dữ dính quá con. Nãy giờ dính cũng nhiều cả nhà. Dính được đâu 4 5 con gì á mà hai con kia nó nhỏ quá em thả luôn dính con cua. Dính được cái chơi này với cái chơi này hai con này nó bự bự. Còn mấy con kia nhỏ quá thả luôn. Cả nhà theo dõi clip dưới đây đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em nghe đăng ký video tiếp theo của em cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Bye bye.